chào tất cả các bạn. Sau khi được giới thiệu tại IFA 2014 thì hôm nay Mai Nguyên đã có chiếc Samsung Galaxy Note 4 và hôm nay mình sẽ trên tay cũng như giới thiệu với các bạn về cái ngoại hình cũng như những cái phần mềm bên trong của Galaxy Note 4. Trước tiên về cái ngoại hình thì chúng ta vẫn có một cái máy với màn hình 5:7 và hiện nay cái độ phân giải đã được đưa lên mức 2K. Ở phía trên thì chúng ta có một số những cái chi tiết như là phần loa thoại, cảm biến của máy và camera trước với cái góc rất là rộng. Tí nữa mình sẽ mở thử đây các bạn xem. Chúng ta còn có logo của Samsung. Ở phía dưới thì là một số những cái phím mà chúng ta đã rất là quen thuộc như là cái phím đa nhịp, phím back và cái phím home với cái khả năng quét vân tay. Ở phía sau chúng ta có một cái mặt lưng được làm từ nhựa nhưng mà được giả da rất là đẹp. Và cái mặt lưng này chúng ta dần có thể mở ra. Đây, ở đây có một cái phần để chúng ta có thể mở ra các bạn xem. Đây, mở ra như thế này. Và phía trong thì chúng ta có cái khu vực của cái micro SIM cũng như cái thẻ nhớ. Ở phía trên chúng ta có vị trí của chiếc camera 16 megapixel với cái khả năng chống rung quang học. Kế tiếp phía dưới là cái phần đèn LED cũng như cái khu vực để chúng ta đo nhịp tim. Thì cái phần này nó khá giống với lại Galaxy Alpha. Đây là phần logo của Samsung được in nổi lên phía trên và cái phần loa ngoài của máy. Ở phía trên thì chúng ta có cái khu vực của cái cổng hồng ngoại, cái micro để chúng ta hỗ trợ quay video và cái cổng của tai nghe jack cắm 3.5. Ở bên phải chúng ta có vị trí của phím nguồn. Ở phía dưới là cái vị trí của cái lỗ chúng ta nhét cái cây viết S Pen vào trong đây. Tiếp theo chúng ta có hai mic và một cổng micro USB. Ở bên trái chỉ là vị trí của cái phím tăng âm lượng. Thì các bạn có thể thấy với cái vẻ ngoài rất là giống cái bộ khung của Galaxy Alpha, toàn bộ những cái đường viền này ở phía trước và phía sau đều được vát bằng những cái đường đa bằng cách rất là bóng và loáng. Đó là về cái phần ngoại hình của Galaxy Note 4, cầm rất là chắc tay và máy cũng khá là đầm. Đó là cái nhận xét của mình khi mà mình cầm máy trên tay. Riêng về cái phần mềm ở bên trong thì máy chạy cái Android KitKat mới nhất là 4.4.4. Thì cũng tương tự như những dòng máy trước của Galaxy Note 4 thì chúng ta vẫn có những cái phần mềm đặc quyền dành riêng cho Samsung, như cái phần S-Health là cái phần để chúng ta có thể theo dõi và tập luyện sức khỏe. Chúng ta có cái phần Smart Remote hay là những cái thông tin về VOV giao thông hay là quà tặng Galaxy. Đây là những phần mềm đặc trưng dành cho dòng Galaxy Note năm 2014 và cũng như dòng Alpha của Samsung. Một cái phần mà mình rất là quan tâm ở những chiếc siêu phẩm của các hãng đó là phần camera của máy. Bây giờ mình sẽ vào trong phần camera để các bạn xem cái khả năng chụp ảnh của Galaxy Note 4. Đầu tiên thì chúng ta có những cái chế độ mà chúng ta đã rất quen thuộc trên những chiếc Samsung khác, như là chụp ảnh lấy nét chọn lọc, tức là chúng ta chụp ảnh trước lấy nét sau và là panorama. Và ngoài ra các bạn còn có thể tải thêm từ cái bộ ứng dụng của Samsung. Chúng ta vào trong phần cài đặt thì chúng ta vẫn có rất là nhiều những cái tùy chọn. Như đây, máy có thể quay được video với độ phân giải Ultra HD tức 4K. Chúng ta có cái phần chỉnh ISO, chúng ta có cân bằng trắng, đây là những cái thành phần rất là quen thuộc rồi. Ngoài ra chúng ta còn có cái HDR, một cái tính năng mà mình rất là thích trên những chiếc điện thoại của Samsung. Bây giờ về cái phần chụp ảnh thì mình sẽ để cái chế độ normal và mình chụp thử một tấm ảnh. Đây, mình sẽ chụp thử cái nắp của cái máy tính Canon. Đây, mình sẽ thử cái khả năng lấy nét rất là nhanh, các bạn có thể thấy máy lấy nét cực nhanh. Đây, đây mình zoom lớn ra, các bạn có thể thấy cái hình ảnh rất là sắc nét. Rồi bây giờ mình sẽ tiếp một tấm ảnh nhưng mà phải chụp gần hơn để xem cái khả năng của Galaxy Alpha. Xin lỗi các bạn, là Galaxy Note 4 như thế nào. Đây, máy lấy nét rất là tốt ở khoảng cách rất là gần, mình để gần như là gần bằng cái nắp nhưng mà nó vẫn lấy nét được rất là tốt. Đây là chất lượng ảnh của Galaxy Note 4 khi mà mình để gần từng cái hạt bụi ở trên cái nắp của cái ống kính Canon, nó được hiển thị ở phía trên này. Bây giờ mình sẽ vào trong cái phần camera để các bạn xem thêm về cái camera trước. Bây giờ mình sẽ bật qua camera trước, cái góc nó rộng, rất là rộng. Đây, sẽ bật như thế này. Và các bạn có thể thấy cái góc này rất là rộng so với những chiếc điện thoại trước đây của Samsung như là Galaxy Note 3 hay là Samsung Galaxy S.
thì những cái chế độ nó không có bằng của cái Samsung Galaxy Note 4. Nhưng mà còn vẫn có cái chế độ là mịn da, là chế độ selfie góc rộng. Đây mình chọn là selfie góc rộng thì cái hình ảnh nó sẽ rất là rộng hơn nhiều so với những chiếc điện thoại trước đây của Samsung. Mình đã có thử một tấm đây, sau đó các bạn là mình không có thử mà là một anh bạn của mình đã làm chung và thử tấm hình. Đây các bạn có thể thấy tấm hình này có cái góc rất là rộng. Đây nó rộng và nó bè ra khá nhiều so với những chiếc điện thoại trước đây, thì chúng ta chỉ được một cái khung ảnh ở phần chính giữa thôi, không có hai cái phần ở hai bên. Đây là một số những tấm ảnh mà mình chụp thử từ Galaxy Note 4. Đây các bạn có thể thấy cái hình ảnh mình để rất là gần cái chai nước, rất là tốt. Bây giờ mình sẽ thử nghiệm cái khả năng viết của cây bút S Pen mới trên Galaxy Note 4. Và đây được xem như là linh hồn của dòng Note của Samsung. Đây, khi mà mình rút cái viết ra thì phía trên màn hình sẽ hiển thị liền những cái phần tính năng như là cái phần Action Memo, Smart Select hay là Image Clip hay Screen Write. Đây là những cái thành phần rất là quen thuộc trên những chiếc điện thoại dòng Note của Samsung, đặc biệt là Galaxy Note 3. Bây giờ mình chụp một cái bảng màn hình và bây giờ mình sẽ viết thử một cái câu nào đó như là xin chào các bạn. Đây, rồi bây giờ mình sẽ thử mình chọn một cái đầu ngòi khác, cái đầu ngòi mỏng hơn mà mình cho cái nét bút dày hơn. Mình sẽ chọn và mình ký tên của mình thử. Đây, rất là nhạy. Cái viết mới trên Galaxy Note 4 rất là nhạy, nhạy hơn rất là nhiều so với Galaxy Note 3. Bây giờ mình sẽ vào trong cái phần S Note để các bạn có cái nhìn kỹ hơn về cái cây bút S Pen này. Đây, các bạn có thể thấy mình có rất là nhiều những cái tùy chỉnh từ Samsung, những cái đầu bút định dạng sẵn, và chỉ cần chúng ta để gần cái đầu bút như thế này và nó sẽ hiển thị lên đây là loại bút gì. Đây là loại bút tô sáng, bút chì, bút thường, bút thư pháp và bút máy. Đó là có rất là nhiều thứ. Mình chọn thử một cái bút chì và mình chọn cái đầu nét chúng ta có rất là lớn ở đây 80 và lùi về tới 10 rất là nhỏ. Mình chọn thử một cái màu cam, hoặc là nếu mà các bạn thích thì chúng ta có thể chọn luôn trong cái phần bảng màu này. Samsung rất là hay khi mà trang bị cái phần bảng màu này, chúng ta có thể tùy chọn theo ý thích của chúng ta, nhưng mà ở đây mình chỉ chọn màu cam thôi. Rồi bây giờ mình sẽ viết thử hay là Mai Nguyên. Tốc độ viết rất là tốt, tuy là chữ mình hơi xấu một tí. Với Galaxy Note 4 chúng ta có một cái cấu hình siêu khủng. Cái phiên bản mà mình đang cầm trên tay là chip 8 nhân sẽ được bán chính thức tại Việt Nam với 4 nhân 1GB và 4 nhân 1GB. RAM của máy là 3GB, bộ nhớ trong là 32GB và hỗ trợ thanh nhớ lên tới 128GB. Thì về cái phần cấu hình thì mình hoàn toàn yên tâm về cái khả năng xử lý cái thông tin của Galaxy Note 4 cũng như những cái phần đa nhiệm ở trên máy, thì chắc chắn đều tất cả sẽ được mượt mà. Vì đây là phiên bản gần như chính thức sẽ được bán tại Việt Nam, cho nên mình khá hài lòng với cái vẻ ngoài của Galaxy Note 4. Có nhiều nét tương tự như Galaxy Alpha, một chiếc máy đã rất là đẹp và mỏng của Samsung. Với Galaxy Note 4 chúng ta có camera, chip xử lý, màn hình, pin, tất cả mọi thứ đều tốt hơn thế hệ cũ rất là nhiều. Và mình sẽ đập hộp để các bạn xem chiếc Galaxy Note 4 khi mà mình có hàng chính hãng tại Mai Nguyên, để các bạn xem những cái phụ kiện kèm theo có gì khác so với Galaxy Note 3 hay là có gì đặc biệt hơn so với Galaxy Alpha hay không. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại bạn trong những video lần sau.